Tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận gần 5.300 ca sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với những tháng cùng kỳ năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết giảm 48%, tử vong tăng 2 trường hợp. Theo ngành y tế tỉnh Gia Lai, virus sốt xuất huyết lưu hành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh chủ yếu là G1, G2 và không có sự khác biệt với các tuýp virus lưu hành trong những năm gần đây. Bệnh sốt xuất huyết dengue có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Vì vậy, việc phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn của bệnh sẽ giúp chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời nhằm cứu sống người bệnh.